thư đường là thiên kim giả ước mơ từ nhỏ của cô là nuôi heo khi biết bố mẹ ruột của cô là chủ trang trại heo chưa cần cô thiên kim thật kia đuổi cô đi cô đã nhanh chóng chạy theo ước mơ lớn của đời mình thẩm trạch đuổi theo cô đến tận trang trại heo ấn cô xuống nghiến răng nghiến lợi từng tiếng nói em thật là cái người vô lương tâm em chưa bao giờ nghĩ đến việc sau này nếu không có tôi đàn heo cưng của em sẽ sống như thế nào sao Câu chuyện tình yêu giữa một cô nàng chủ trang trại heo và anh chàng tổng tài nghìn tỷ hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh youtube nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tìm chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện khi cô thiên kim thật đến cửa nhà cô khóc lóc thư đường không hề nao núng vì từ nhỏ cô đã không hòa hợp với gia đình này thư đường thích nuôi heo và thậm chí ở đại học cô còn nhận được hai bằng cử nhân về tài chính và nông nghiệp vậy nên khi cô thiên kim thật kia nói rằng bố mẹ đẻ cô là những người nông dân nuôi heo hôi hám trái tim bình yên của thư đường bỗng rộn ràng cô nói gì cơ giọng của thư đường cao hơn một chút đây cũng là lúc cô nhận ra có hai vợ chồng trung niên đang ngập ngừng đứng ở cửa khuôn mặt họ lo lắng và ngượng ngùng không dám bước vào họ trông hiền lành tốt bụng và có hơi mập mạp dễ thương ghê khi nhìn về phía cô họ thậm chí còn có chút e ngại có lẽ họ sợ cô sẽ coi thường họ cô thiên kim thật kia nghĩ rằng cô không thể chấp nhận sự thật này nâng giọng và nói đúng rồi cô chính là một kẻ giả mạo xâm chiếm nhà của người khác Mẹ nuôi trước nay luôn ghê tẩm sở thích của cô. Bây giờ thì còn đứng cùng với con gái mình, bảo cô mau chóng biến khỏi đây. Thư đường lười quản họ nghĩ gì, cô gấp chờ không nổi, mà nhào qua ôm bố mẹ ruột, rừng rừng nước mắt dối rít nói. Bố mẹ ơi, nhanh đưa con về thừa kế đàn heo của nhà chúng ta đi nào. Heo cưng ơi, chị tới đây. Từ cô công chúa nhỏ nhà giàu, biến thành cô nông dân chăn heo hôi hám sẽ ra sao ư? tuyệt vời quá đi ấy chứ bố mẹ ruột cô có tới vài trang trại chăn nuôi heo rộng lớn mỗi một trang trại lại nuôi trên dưới vài trăm con bố mẹ cô cẩn thận kể cho cô nghe tình hình cơ bản trong nhà bởi vì cô con gái kia mẫn cảm từ nhỏ hay thích so sánh còn đặc biệt chán ghét đến việc nhà họ nuôi heo nhưng cô đây thì khác chỉ vừa mới nghe được nhà cô có liền mấy trăm con heo mắt cô lập tức phát sáng rực rỡ nước miếng muốn chảy ra tới nơi còn mợ nó trúng số rồi Giờ này rồi khỏi cần thiết phải biết tới trời trăng gì nữa sắt Thư đường vui mừng như điên Trời mới biết Giấc mơ cô ấp ủ bấy lâu Là có đàn heo mập mạp quanh cửa nhà Sắp sửa thành hiện thực rồi đấy Còn quản cái gì thật Cái gì giả nữa chứ Ngay khi vừa trở về nhà Thư đường liền gấp không chờ nổi Mà muốn dấn thân vào sự nghiệp chăn nuôi heo Chắc chắn cô sẽ phải đóng góp công sức Cho sự nghiệp nuôi heo mới được mỗi ngày của cô đều bận bận rộn rộn và đầy ý nghĩa vui vẻ. Thư đường vui tới nỗi quên trời quên đất, đến nỗi mà hình như cô quên luôn một người rất quan trọng. Khi thẩm trạch xuất hiện ở trang trại heo của cô, là lúc cô vừa mới đi kiểm tra chuồng heo về. Thẩm trạch đẩy thư đường vào tường ngay lập tức, khiến lưng cô đau nhức. Em lại đang đóng phim thần tượng với tôi sao? Thư đường nghe răng trận mắt vì đau, trừng hắn một cái. Thư đường, em còn mợ nó đủ tàn nhẫn. Thầm trạch vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Thư đường có một chút trột dạ, đều không dám nhìn thẳng hắn, trọt trọt tay và nói. Ờm, um, cái đó, anh nghe tôi giải thích đã. Giải thích cái gì? Nghe em một câu không nói cứ thế bỏ mặc tôi mà đi. Em có bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ sống thế nào nếu thiếu em không? Trong lòng cô thầm bổ sung là anh không thể sống thiếu heo của tôi mới đúng. Hắn hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi, bị bố mẹ cô trực tiếp nhìn thấy. ấy thế mà nháy mắt một cái, thầm chạch làm bộ như con sói nhỏ, thành công chiếm được tình cảm của ông bà bô trong một nốt nhạc. Nhìn anh lạnh lùng và quý phái là thế, vừa mở miệng liền bán than, còn nói rằng là vì tìm cô, mấy ngày nay chưa được ăn cơm. Khá lắm anh bạn, anh bán than như vậy, chính cô cũng cảm thấy hơi tội lỗi rồi đây này. Thẩm trạch tên này chính là kiểu người bước ra từ tiểu thuyết, mắc tới 9 trên 10 cái bệnh tổng tài. Thẩm trạch mắc chứng biếng ăn, trước khi gặp cô, anh phải dựa vào việc tiêm dinh dưỡng hoặc đặt nội khí quản để sống sót. Mới 2 tuổi năm ấy, mẹ nuôi của cô đã làm thịt con heo mà cô lén lút nuôi lần đầu tiên. Cô đã khóc rất thương tâm, buồn bã và khó chịu vô cùng. Chẳng còn cách nào khác, cô đành đem nó đi hầm canh. Nghĩ là bằng cách này, nó sẽ mãi ở trong trái tim cô kết quả là ở đâu nhảy ra tên thẩm trạch đi ngang qua anh không nói lời nào liền ăn hết sạch nồi heo của cô không chừa một miếng nhắc tới cũng lạ chỉ cần là thứ cô nuôi anh đều ăn sạch những thứ khác anh không nuốt nổi từ đó về sau thư đường được thẩm ra bao bọc ngụy ra từ đó mới quan tâm để ý cô hơn một chút mẹ nuôi cô không còn nói cô là thứ hàng hóa thô bỉ phải bù thêm tiền nữa thư đường thở dài mang đồ ăn đến cho anh mẹ cô trông thế nào lại giống với mẹ vợ đối với con rể thế nhỉ tiểu thẩm có lòng rồi thư đường nói tôi là đứa con nuôi mà ngụy ra ôm nhầm anh cũng nên biết rồi mẹ cô có chút lúng túng để chỗ cho hai người bọn họ còn thẩm trạch chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái không nói gì đặc biệt em lại định bạc tình bội nghĩa hay sao tiểu trạch anh nói hiêu nói vượn cái gì đấy vậy em giải thích đi tin nhắn trên mạng xã hội không trả lời điện thoại thì không nghe là có ý gì vậy thư đường sờ sờ cái mũi cũng không thể nói với anh rằng cô nuôi đàn heo mấy trăm con vui tới mất trí đi những ngày này cô căn bản còn chưa đi nhìn điện thoại chút nào phải không thực sự là lỗi của tôi thư đường khẩn trương cúi đầu nhận sai ừ thái độ xin lỗi cũng thành khẩn đấy thầm trạch lấy chiếc áo vừa cởi ra vỗ nhẹ vào đầu cô buổi tối nhớ làm cơm đợi tôi ồ ừ giữa lúc cô muốn nói thêm gì đó thẩm trạch đã nhẹ nhàng bước đi trạng vạng tối thẩm trạch chưa đến khách không mời đã đến trước bố mẹ nuôi bên nhà họ ngụy đến họ trông như đang ra lệnh nói với cô rằng ngụy thư đường về nhà với chúng ta đường đường con là đại tiểu thư nhà họ ngụy nhìn xem bây giờ con giống thứ gì con thực sự muốn sống cả đời nuôi heo ở đây sao Bố mẹ ruột cô cũng bối rối, mở miệng hỏi thăm. Ông Ngụy, hai gia đình chúng ta đều mang họ Ngụy, có thể coi là duyên phận. Nhưng hôm nay ông đến cửa đột ngột như vậy là có ý gì? Ngụy Thư Đường là người chúng tôi nuôi nấng lên từ nhỏ, tất nhiên phải về nhà họ Ngụy với chúng tôi. Bố nuôi mặt đầy sự khinh bỉ không che giấu, mẹ nuôi cũng theo mở miệng. Chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc vào Ngụy Thư Đường, không phải để con bé ở nhà các người nuôi heo đâu. Hơn nữa, những năm qua, số tiền chúng tôi bỏ ra nuôi con bé, gia đình các người nuôi heo cả đời cũng không đủ tiền để trả đâu. Trước đây Thư Đường rất không thích cách họ đối xử, chỉ cảm thấy mình rất đen đuổi khi có được bố mẹ như vậy. Bây giờ, Thư Đường thực sự không muốn chịu đựng sắc mặt họ nữa, trực tiếp nổi điên lên. Các người đang giả vờ ở đây làm gì vậy? Nhưng bố ruột cô đã ngắt lời cô và nói, Đường Đường đã dùng hết bao nhiêu tiền của nhà các người?" Mẹ nuôi kiêu ngạo và nói, "Không tính kỹ cũng đã tới vài chục tỷ, nếu muốn trả nợ, phải nuôi heo vài đời chưa chắc đủ trả đâu. Nếu ông Ngụy đây muốn tính toán thật thì hãy tìm luật sư đến đi. Nếu không, chúng tôi chỉ tôn trọng nguyện vọng của Đường Đường thôi." Bọn họ là làm người thành thật, nhưng không có nghĩa là dễ bắt nạt. Bố nuôi nhìn họ một cách lạnh lùng, uy hiếp nói, Nhà họ ngụy ta, không phải lũ nuôi heo thối như các người, có thể đắc tội đâu. Thư đường thật sự muốn nói vài lời, nhưng mẹ lại nhanh hơn một bước và nói. Được à, để các người nhìn xem thế nào là lũ nuôi heo thối. Bà quát lên một tiếng, rồi có người từ khắp nơi chạy về. Có người cầm cây quét, cầm cái rẻng đựng phân heo, còn có người cầm thức ăn cho heo đã trộn sẵn. Tất cả đều hướng về phía bố mẹ nuôi. Họ hoảng sợ, kêu lên và chạy trối chết không quên ném lại một câu. Các người chờ đó cho ta. Mẹ ruột nắm lấy tay cô, trên mặt đầy xót xa. Không ngờ cha mẹ của Châu Châu lại là loại người như vậy. Mấy năm nay con ở nhà họ ngụy, chắc chắn không dễ chịu rồi. À, cô con gái ruột kia tên là ngụy Châu. Bất quá con không cần phải sợ, chỉ cần con không muốn quay lại, chúng ta tuyệt đối không bao giờ ép buộc con mọi người xung quanh đều ra sức gật đầu đồng tình với mẹ cô và nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương vô cùng thư đường giải thích thực ra con sống một mình ở biệt thự lớn không có ở chung với bọn họ đâu cũng không biết bọn họ lại tưởng tượng ra điều gì trong đầu nhìn nhìn cô họ càng thêm xót ra thôi tùy họ đi thư đường chỉ có thể cười trừ buổi tối không chỉ có thẩm trạch đến bố mẹ anh cũng đến khi bố mẹ thẩm đến họ đã thể hiện ý định của họ với gia đình cô một cách thân thiện trước tiên. Ban đầu vốn nên là chúng tôi muốn trang trọng một chút để thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi đối với gia đình thông gia. Nhưng chúng tôi lo lắng rằng đường đường đứa trẻ này sẽ nghĩ ngợi lung tung nên mới đường đột đến cửa làm phiền anh chị. Bất kể như thế nào, đường đường sẽ là con dâu được chúng tôi nhận định. Bố mẹ hai bên bắt đầu khách sáo với nhau, thầm trạch kéo cô sang một bên có phải nhà họ ngụy tới làm khó em không ừ mới vừa đi không cần nghĩ cũng biết nhà họ ngụy kia vốn không có chuyện gì thì không đến điện tam bảo chắc chắn là do thẩm trạch đã làm gì đó thư đường chưa kịp nói thẩm trạch đã nói trước tôi đã từ chối kế hoạch tham gia dự án mới của nhà họ ngụy quả nhiên khi anh làm như vậy nhà họ ngụy kia sẽ hoảng sợ vì không có anh sau này mất đi chỗ dựa vững chắc từ nhà họ thẩm thẩm trạch nhìn cô bọn họ vốn chính là dựa vào em từ trước tự mình hoàn toàn không có năng lực thư đường đẩy tay anh ra và nói và sau đó anh lại đưa chỗ tốt này cho bố mẹ hiện tại của em sao hừ muốn giao chép mối quan hệ của cô với bố mẹ nuôi đưa vào gia đình hiện tại của cô sao không có cửa đâu thư đường cực kỳ ghét điều này dựa vào thẩm trạch của thẩm ra cô đã có một chỗ đứng trong nhà họ ngụy loãng một cái đã vượt quá 10 năm. Bề ngoài cô phải trở thành một cô tiểu thư dịu dàng, tươi sáng và lịch thiệp. Nhưng nỗi lo sợ luôn vây quanh trong tâm hồn cô. Lo lắng bất an, sợ hãi. Thậm chí đôi khi cô còn bị thức dậy giữa đêm. Thư đường đã mường tượng rất nhiều lần. Nếu mà thẩm trạch không còn cần cô nữa, thì cô sẽ phải làm như thế nào? Sẽ biến thành một quân cờ để liên hôn một cách tùy tiện, trở thành một công cụ để đổi lấy lợi ích cho ngụy gia vì vậy trong những năm qua cô đã cố gắng rất nhiều vạn nhất có ngày mọi chuyện dạn nứt cô bị đuổi ra khỏi nhà cô cũng có sở trường để sống sót bây giờ cô đã rời khỏi cái nơi khiến người ta ngạt thở đó thư đường không muốn gặp lại nỗi lo sợ như trước thư đường nghĩ nghĩ trang trại nhà tôi nuôi heo nhiều như vậy xây một cái chuồng chu cấp riêng cho anh đủ để anh sống cả đời thư đường nhìn thầm trạch hít một hơi sâu lại nói Hôn ước Nếu không thì hủy bỏ luôn đi Thẩm trạch nhăn mày Ánh mắt anh nhìn về phía cô trở nên rất đáng sợ Xác thực muốn hủy bỏ Thư đường đối mặt với áp lực Và nhìn chăm chăm vào anh một lúc Nghe anh nói từ từ Rốt cuộc Không phải do cha mẹ ruột của em quyết định sao Cho nên lần này Hãy định một ngày cụ thể kết hôn đi Tránh em suy nghĩ lung tung Hả? Thư đường thừa nhận vừa nãy cô đã trở nên buồn bã, tự ti một chút, lờ đãng suy nghĩ. Chưa đến 5 phút, đã bị thầm trạch đánh đầu óc một cú. Không chỉ nói về việc xác định thời gian cưới, mà còn mạnh mẽ phàn nàn về cô. Phàn nàn rằng tâm hồn cô cứng nhắc như băng ở Bắc Cực, nói cho cô đầu óc choáng váng mà không kịp suy nghĩ, xong lại đột nhiên nói là muốn ở lại đêm nay. Không phải chứ, anh cứ ngang ngược như vậy á. Ngay trước mặt bố mẹ cô, đòi ngủ chung với cô á Nhưng mà Thẩm trạch bỗng bày ra dáng vẻ oan ức Lại bán thảm đũng nịu Đi công tác lâu như vậy Anh chưa được ôm em ngủ chung Thư đường giật giật khóe miệng Hít một hơi sâu Đừng có mơ, cút đi Bất quá, bị anh bất ngờ ngắt lời Những suy nghĩ tiêu cực vừa nãy của cô trở tàn biến Thẩm trạch không đi Mà lại ôm lấy cô Hôm nay gió thực sự hơi lớn, vòng tay ấm áp này xua tan phần lạnh lẽo trên cơ thể cô. Đừng nghĩ lung tung nữa, vì em là vị hôn thê của tôi, vì em là đường đường, em chính là em, không phải là tiểu thư của nhà họ ngụy Thẩm trạch nói như vậy khiến cô đỏ mặt. Lạnh, chắc chắn là lạnh. Bố mẹ của thầm trạch vẫn đối xử với cô như xưa. Sau khi ăn cơm, không muốn làm cho bọn họ tay không mà về. Bố mẹ cô còn hỏi họ cần thịt heo không? Một cách ngượng ngùng Mắt của mẹ thầm lấp lánh Cố gắng giữ vẻ dịu dàng Chỉ có thể hỏi nhẹ nhàng Như vậy có được không Thấy họ không chê Bố mẹ cô cao hứng lắm Ngay lập tức họ đã cắt thịt Và còn chi kỷ cắt thành từng miếng nhỏ Mẹ thầm kéo kéo tay cô và nói Đường đường Con và tiểu trạch phải hòa hợp suốt đời đấy nha Vì ta Ách khụ 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 Ờm um, coi như là vì ta Thư Đường nghi ngờ rằng bố mẹ thẩm đêm này lại vội vã tới đây cũng là vì thịt heo của nhà cô mà tới đi. Nhưng mà heo thì ở đâu mà chẳng có chứ? Thư Đường không hiểu nhưng cô chọn tôn trọng họ. Sáng sớm cô chuẩn bị dậy thật sớm đi chăm đàn lợn. Thẩm Trạch cũng dậy rồi. Thẩm Trạch muốn đi theo cô. Anh có bệnh à? Ai lại mặc ô phục mà đi nuôi lợn? Thư Đường mắng anh. Thẩm Trạch mặt không động trả lời cô bốn chữ nuôi heo tình yêu cô cạn lời thằng cha này ngày càng không biết xấu hổ không thể cãi lại anh cô cùng anh làm một lúc rồi mới thỏa mãn đi làm hoàn toàn không biết có vấn đề gì mấy người nhân viên trong nhà cô mấy ngày nay quan hệ với anh rất tốt còn đến nói với cô thằng nhỏ này không tệ nha thư đường biết nói gì được chỉ cười mà không nói gì vừa đến chạy heo khác đi một vòng chưa kịp rời đi bỗng có người từ phía sau gọi cô Ngụy Thư Đường. Giọng này còn hơi quen, Thư Đường quay đầu, phát hiện ra là người quen cũ trong đám tiểu thư danh viện lúc trước, bạch mặt. Bên cạnh cô ta còn có nhiều người, có người còn cầm thiết bị, hình như là đang ghi hình chương trình giải trí. Xác định là cô, cô ta mỉm cười ngay lập tức mở rộng. Thì ra là cô à, tôi đóng phim trở về, nghe các em gái khác nói, cô là đứa trẻ bị bế nhầm, đã quay về với cha mẹ ruột cha mẹ cô ở đây nuôi heo ư tôi và người phụ trách trang trại nuôi heo này cũng có chút giao tình có cần tôi giúp cô nói tốt vài lời không thật đấy thật không hổ là giới giải trí bạch mạt kéo cô đến trước thiết bị và liên tục nói không ngớt nhìn con nhỏ này đắc ý rào rạt biểu cảm như đè cô ở dưới chân thực sự làm cho người ta cảm thấy một lời khó nói hết mà không cần đâu cái này tôi vẫn chưa nói xong mà Bạch Mạt lại nắm chặt lấy tay Thư Đường, đặc biệt kích động nói. Cái gì mà không cần chứ? Dù cho cô không phải là tiểu thư của nhà họ Ngụy, nhưng vẫn là vị hôn thê của thẩm tổng đấy. Không lẽ... Cô ta che miệng, biểu tình muốn vô trương bao nhiêu, có bấy nhiêu. Không lẽ cả hôn ước cũng đã trả lại cho cái cô tiểu thư thật sự kia sao? Thật là đáng thương quá đi. Thư Đường định nói, thảm cái đầu cô Cô nhân viên đang quét dọn phần lợn đi ngang qua, không nghe nổi nữa, bất tình linh quát lớn, át cả câu cô đang nói. Thảm, thảm cái đầu ngươi. Sáng nay bạn trai nhà người ta còn tới đây giúp đỡ làm việc từ sớm đấy. Mới vừa rời đi thôi đấy. Ở đâu ra mà tới đồ bát quái, không biết nói tiếng người. Nụ cười trên mặt của bạch mạt như đóng băng lại. Thư đường thực sự muốn cười mà không nhịn được. Cất cái giọng trà xanh dẹo dẹo của mình lên trêu con bé Ai à da, nhân viên nhà tôi không muốn thấy tôi bị ủy khuất ấy mà. Mạt mạt, cô đừng nên tức giận đấy nha. Trước đây Bạch Mạt từng là một kẻ nói năng ngang ngược, không kiêng nể ai. Nói chuyện lúc nào cũng như mang theo súng theo gươm. Sau khi trở về, có thể nói là anh hùng không có đất dụng võ. Bạch Mạt nổi giận đùng đùng. Cô ta chỉ vào cô, mắt đỏ bừng. Cô đã để thẩm trạch đi chăn heo à? Cô làm sao có thể để thẩm trạch làm việc như thế? À, tôi sẽ xử lý cô. Bạch Mạt hoàn toàn không phải là đối thủ của Thư Đường. Chỉ cần chạy đến gần, Thư Đường đã bắt cô ta như bắt gà con. Tôi thấy gần đây cô rất nhớ cái tát của tôi. Tôi sẽ tặng cho cô ngay bây giờ. Thế nào? Bạch Mạt ban đầu còn tức giận, run lên một chút. Như là một cái công tắc nào đó bật ngược. Một cái quay đầu, cô ta thế mà lại bỏ chạy. Cô đợi tôi ghi hình xong chương trình giải trí kia. Rồi tôi sẽ đến tính sổ với cô. Thư đường bị con nhỏ làm cho bật cười. Trước đây, cô còn cho rằng con bé này thích thẩm trạch, nên cô ta luôn coi cô như kẻ địch mà cạnh tranh. Sau này mới phát hiện, cô ấy chỉ là fan duy nhất của thẩm trạch. Mỗi lần đều đến ồn ào, chỉ biết nói nhiều, ngoại trừ lần đầu tiên bị thư đường tần một trận, các lần sau đó chỉ biết chạy nhanh như con thỏ. Và rồi, hai người bọn họ quay đầu lại và gặp nhau tại trang trại heo. Không chỉ có bạch mạt, Ngụy Châu cũng ở đó, cô mới nhớ ra rằng Ngụy Châu cũng là người trong giới giải trí. Cô ta chỉ vào cô, yêu cầu cô thể hiện cách chặt thịt heo cho họ. Em gái nhỏ nhà người ta cũng không cầm được con dao, để anh làm đi. Một đầu bếp chuyên nghiệp 30 năm đứng lên làm trung gian để giải quyết vấn đề. Ngụy Châu vẫn không từ bỏ. Cô ấy không làm được sao? Dù sao bố mẹ cô ấy cũng là chủ trang chạy heo này cơ mà. Nhìn qua đã biết là người ta tìm tới để gây chuyện thư đường mỉm cười và nói được nếu nhóm chương trình có yêu cầu chúng tôi sẽ hợp tác nhưng chỉ chặt thịt thì tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì sau khi tôi chặt xong mọi người hãy thử xem sao nhé nói xong thư đường lấy con dao phù hợp giơ tay lên chém xuống chặt một cái đùi heo không chỉ vậy thư đường còn lấy bỏ phần thịt bên trên và còn thể hiện cách băm nhân thịt bình tĩnh đưa con dao cho ngụy châu tới lượt cô rồi ngụy châu vẻ mặt ngượng ngùng tôi tôi không biết chặt lại nói làm gì có tiểu thư nhà ai biết làm cái này chứ bạch mặt lạnh lùng nói ngụy thư đường biết đấy trong giới quý tộc chúng ta cô ấy vốn nổi tiếng là cô gái chăn nuôi heo ngụy châu nhìn về phía bạch mặt một cách biết ơn tưởng rằng cô ấy là đồng minh kết quả cô ta lại đổi hướng cô không phải là người bị ôm nhầm với ngụy thư đường đó sao từ nhỏ đã đi theo cha mẹ nuôi heo lớn lên cô mà cũng không biết chặt sao Ngụy Châu chỉ một thoáng sắc mặt trắng nhợt. "Tôi, tôi." Bạch Mạt khoanh tay trước ngực và nói, "Cô không phải còn nói rằng cha mẹ nuôi của cô không tốt với cô, còn bắt cô làm đủ loại việc nặng nhọc sao? Kết quả chặt thịt heo lại không biết làm." Ngụy Châu cắn môi, bộ dáng trông như bị bắt nạt. "Nhìn tôi đây này." Bạch Mạt trực tiếp đón lấy con dao trong tay thư đường, nhưng cô ta không cắt đùi mà bắt đầu băm nhân thịt liên tục, rất nhanh nhân thịt hoàn hảo hiện lên thư đường vỗ tay và nói cô tiến bộ rồi bé phan nhỏ ba từ cuối cùng cô cố ý hạ giọng khi nói với cô ta bạch mạt kiêu ngạo hư lạnh một tiếng rồi cô đi trước với người quay phim chỉ còn lại ngụy châu một mình lúng túng ngụy châu đen mặt bảo người ghi hình không cần ghi âm nữa rồi quay sang nhìn cô một cách đầy ác ý cô là cố tình phải không cố ý để tôi mất mặt cô nghĩ rằng làm như vậy Bố mẹ sẽ để cô trở về nhà họ Ngụy sao? Tôi nói cho cô biết, không thể nào. Bố mẹ nói với tôi, danh phận vị hôn thê của Thẩm Trạch cũng sẽ thuộc về tôi, còn cô mãi mãi không thể bay lên cành cao nữa. Thư Đường đột nhiên nhớ tới hình ảnh hôm qua mà Thẩm Trạch cố làm nũng cô, rất dính người và ngọt ngào. Nếu Thẩm Trạch có thể nghe lời nhà họ Ngụy, mặt trời hôm nay sẽ lặn về hướng đông mất. Ngụy Châu lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy nên Xin cô hãy tránh xa vị hôn phu của tôi ra một chút. Nếu không, thẩm thị có thể làm cho cô và bố mẹ của cô biến mất trong phút chốc. Ban đầu cô không muốn tranh luận với kẻ ngu ngốc như cô ta, nhưng thực sự cảm thấy, sự liên kết gen mạnh mẽ của bố mẹ nuôi với cô ta, đúng là cha truyền con nối mà. Cô khi nói những lời như vậy, lương tâm cô không thấy bất an à? Cô ta thậm chí còn không biết thái thịt lợn. Trong hơn 20 năm qua, cô ta chắc chắn sẽ không bị nuôi dạy như một kẻ thua cuộc như thế nếu sống ở nhà họ ngụy mỗi ngày đều bị vắt kiệt giá trị tồn tại dù không nhớ ơn nuôi dưỡng cũng không cần thiết phải diệt hết bọn họ phải không cứ như là làm cho người ta sống sờ sờ biến mất trong vài phút dễ lắm vậy thật sao nếu cô thật sự rất có năng lực có thể thì biến đi cho tôi xem thư đường gói chỗ thịt mà bạch mạt vừa cắt xong định lát nữa mang đi tặng cho bé phan nhỏ mặc dù con bé có chút độc miệng và thích nói lung tung nhưng chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm chỉ cần bị đòn một lần là lại ngoan trẻ nhỏ dễ dạy chương trình giải trí vừa rồi được phát sóng dưới dạng chỉnh sửa thư đường chưa đi xa đã nghe thấy ngụy châu đang mắng nhân viên không cho họ phát sóng đoạn vừa cắt thịt lên thư đường tìm thấy bạch mạt đang nghỉ giữa chừng đưa thịt cô vừa cắt cho con bé cảm ơn nhé có thể thấy rõ cô ấy đã tận tình giúp đỡ cô bạch mạt lạnh lùng nói tôi không phải vì cô tôi không chịu nổi khi có người khác bắt nạt cô mà không phải tôi thư đường gật đầu tôi biết rồi tôi biết mà bạch mạt nhún môi nhận thịt và nói nhưng cô con gái thật này làm người ta khó chịu hơn cả cô con gái ôm nhầm như cô trong khi hai người bọn họ đang nói chuyện ngụy châu bỗng nhiên đến xin lỗi đầy mùi trà xanh để bày tỏ sự xin lỗi của tôi có một số chị em nói họ rất muốn gặp cô Họ sẽ đến tìm cô sau Bạch mặt chen ngang Có vẻ như là phần phát trực tiếp mới Trong chương trình tạp kỹ này Thư đường lập tức hiểu ra Ngụy Châu định làm gì Cô ta muốn cô mất mặt Bạch mặt đi theo thư đường Ngụy Châu cũng đi theo Cô gần như sắp trở thành diễn viên ngoại cảnh Của chương trình này tới nơi rồi Về chuyện thiên kim thật giả Chắc là đội ngũ chương trình cũng rất muốn xem phải không Thật không thể tin nổi Họ lại để hai nghệ sĩ này đi theo cô ngụy thư đường nhóm chị em đầu tiên đã nhanh chóng lao đến họ bước nhanh đến trước mặt cô ngụy châu nâng một nụ cười tự hào chuẩn bị mở miệng các cậu nhóm chị em vượt qua cô ta trực tiếp đấm nhẹ vào ngực cô bà nói đi là đi thậm chí còn không để lại địa chỉ cho hội chị em mình gì cả tương hương của tôi gần đây không có hứng ăn muốn mua thức ăn cho heo của bà cũng không tìm được các chị em khác phụ họa còn vang vọng hơn nữa đúng vậy chúng ta đã thỏa thuận sẽ có một bé heo con mới để tôi lựa chọn nhưng sau đó bà lại bỏ đi nói đi là đi luôn á bà cái đồ vô lương tâm người kia còn hét to hơn bà còn hứa với tôi muốn mở rộng kế hoạch nuôi ngỗng cùng nhau quên rồi hả ngụy châu lúng túng trong gió và cư dân mạng của buổi live stream trực tiếp đang điên cuồng đăng bình luận tôi nhận ra một số người trong số họ là tiểu thư của một vị vua thủy sản nào đó kìa có cả tiểu thư của vị mà sở hữu cả chuỗi nhà hàng trong thành phố còn có người kia là tiểu thư của một ông chủ tịch tập đoàn lớn thậm chí có người cảm thấy mơ hồ gần đây có phải mấy tiểu thư giới quý tộc đều thịnh hành nuôi heo không tưởng tượng của ngụy châu về việc làm cô mất mặt nửa điểm cũng không có phát sinh chỉ có một nhóm người lo lắng cho thư đường biến mất rồi phát hiện ra cô ấy đột ngột xuất hiện thật là lỗi của tôi Tôi bị đàn heo của nhà mình làm mất trí, quên không báo cho các bà. Cô nói thành thật xin lỗi về đám chị em. Các chị em nói rôm giả muốn đi xem đàn heo, hỏi xem có heo con không. Cư dân mạng đang xem lại hoảng hốt bùng nổ. Tiệc trà tinh tế trong tưởng tượng đâu? Tư thái quý phái và thanh lịch đâu? Không có gì cả, một đám tiểu thư kéo nhau đi xem heo con là ý gì? Rốt cuộc là loài heo thần tiên gì? mà hấp dẫn được ánh mắt của mấy cô thiên kim này vậy? Thư đường tất nhiên là không biết trên mạng bùng nổ như thế nào, vẫy tay, chuẩn bị dẫn các chị em đi. Đi thôi bấy bà, mạt mạt còn phải ghi hình cho chương trình giải trí, chúng ta đừng làm phiền con bé nữa. Đạo diễn đã giả chết cả buổi sáng, cuối cùng cũng xuất hiện. Tóm lại, thẩm trạch cũng muốn xem heo con nhà cô. Heo con chính là lưu lượng đấy. Trong tình trạng lưu lượng bùng nổ thế này, đạo diễn chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua thư đường không đồng ý là một mình nên bảo bạch mạt đi cùng hai người bọn họ bằng cách này lưu lượng có thể được trao cho con bé bạch mạt lại khịt mũi một tiếng đi theo hai người bọn họ ngụy châu bị bỏ lại một mình nhưng thư đường đã để lại một ánh mắt cho người của cô ở lại giám sát hành động của ngụy châu để xem thời gian này bạch nhãn lang cô ta có làm ra điều gì nữa không trên đường đi đến trại heo Một em gái hạ giọng thì thầm với cô Cái cô con gái thật của nhà họ ngụy kia Khắp nơi bôi xấu bà Nào là nói mẹ ruột của bà muốn bà hưởng phúc Cho nên đã đuổi hai đứa con Đúng vậy Nếu cha mẹ ruột đối xử tệ với bà Thì đừng ở lại đó nữa Bà còn có hội chị em chúng tôi nè Giúp bà mở cái trang trại heo nào có khó gì Thế nào Kế hoạch ban đầu của cô đúng là tự mình mở một trang trại nuôi heo thật lớn Nhà họ Ngụy bên kia đã tìm đủ mọi cách để cản trở cô, bởi họ cảm thấy xấu hổ mất mặt. Họ còn ép cô đến làm việc ở nhà họ Ngụy để lấy lòng thẩm trạch, muốn cô kết hôn sớm và ôm chặt đùi thẩm trạch để mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhà họ Ngụy. Thư Đường nói với họ, "Hiện tại tôi vẫn ổn, nhưng tôi vẫn phải quản lý trang trại heo nhà tôi trước đã, cái kia chưa vội." Đấy luôn là giấc mơ của cô, bạn không thể từ bỏ ước mơ mở một trang trại của riêng mình. Chỉ vì ở nhà có quá nhiều trang trại nuôi heo rồi đúng không? Mấy chị em của cô đã chọn xong heo con. Họ thậm chí còn ở lại và ăn trưa cùng với cô tán gẫu. Khi biết rằng Ngụy Châu đang ghi hình một chương trình tạp kỹ ở trang trại heo mà cô cũng ở đó, cả bố mẹ ruột cô đều vội chạy tới. Họ sợ hai người họ đánh nhau, nhưng cũng muốn xem Ngụy Châu sống thế nào. Ngụy Châu chẳng kiêng nể gì cả, mà quát tháo trách mắng với họ, nói là họ cố ý Cô ta thậm chí còn nói rằng năm xưa là bố mẹ cô cố tình đánh cháo đứa nhỏ. Nếu ông bà không muốn bị kiện thì hãy đem con gái bảo bối của các người ra khỏi đây để cô ta nói cho thẩm trạch tôi mới chính là vị hôn thê. Đó là cái cô ta nợ tôi. Ngụy Châu, ai nói với con như vậy chúng ta không có đánh cháo các con. Mẹ ruột của tôi sao có thể lừa dối tôi? Ngụy gia nuôi con gái của các người nhiều năm như vậy các người còn để ngụy tư đường leo cành cao, tiện nghi đều bị các người chiếm hết, còn giả vờ giả vịt cái gì? Bang! Ở một bên sau khi nghe xong, thư đường đã lao tới và tắt cô ta thật mạnh một cái. Tôi thực sự xấu hổ thay cho cô. Cô là kẻ mạo danh, đồ tu hú chiếm tổ. Cô có tư cách gì mà đánh tôi? ngụy Châu nói, đang muốn đánh trả, nhưng cô ta căn bản lên không phải là đối thủ của cô. Thư đường ấn cô ta xuống và tắt thêm hai cái, cô là nạn nhân và tôi cũng vậy nếu cô cảm thấy mắc nợ chỉ vì địa vị của mình vậy tôi có thể nói cho cô biết mẹ rồi của cô không thể sinh được con trai lại nhìn những người phụ nữ bên ngoài lần lượt sinh con cho chồng mình còn thường xuyên đánh mắng tôi khi tôi còn nhỏ tôi phải ăn cơm thừa canh thừa tôi phải sống trên gác mái chỉ khi thấy tôi có giá trị sử dụng bà ấy mới giả vờ làm mẹ tốt một chút bà ấy đối xử tốt với cô không thành vấn đề nhưng bà ấy chỉ tính toán lợi dụng cô mà thôi nếu tôi là cô tôi nên tìm lối thoát cho mình càng sớm càng tốt chứ không phải là để bị kẻ khác bán đi sau này cũng không biết mà còn giúp họ kiếm tiền ngụy châu không tin nói tôi không tin tôi lại không phải là đồ ngốc cô đừng có ở chỗ này mà gây chia rẽ cô ta tất nhiên là đánh không lại được cô trong cơn tức giận cô ta cũng chỉ có thể tức giận trong chốc lát xoay người bỏ đi người ta có câu thật khó để thuyết phục một con quỷ bằng những lời tốt đẹp dù sao cô cũng đã nói hết những gì mình muốn sau khi ngụy châu làm ầm lên mối quan hệ giữa thư đường và bố mẹ ruột cũng trở nên gượng gạo hơn nhưng không sao cả hai người bọn họ thực sự không có nhiều tình cảm có lẽ đúng như thẩm trạch nói thư đường là một người lòng dạ sắt đá ngay lúc cô đang chuẩn bị xây dựng trang trại chăn nuôi heo của mình thì thẩm trạch đã phát hiện ra anh cho cô một văn kiện, nói anh đã sớm mua một trang trại chăn nuôi heo, chỉ là chưa có heo con thôi. Anh luôn muốn tặng nó cho em, nhưng anh không tìm được cơ hội thích hợp. Em có thể coi đó như món quà kỷ niệm 15 năm của chúng ta. Cừ thật, anh chàng này bắt đầu đếm từ năm 12 tuổi cơ đấy. Thư Đường định nói, thầm trạch ngắt lời cô. Trang trại heo tuy là quà kỷ niệm, nhưng cũng kèm theo điều kiện. Chuyển đến đây và sống chung với anh nhé. Thẩm trạch dường như luôn có thể giải quyết được vấn đề nan giải mà cô luôn gặp phải. Duy cho cùng, nhà của bố mẹ ruột không phải là nhà của cô. Gần đây cô cũng đang nghĩ đến việc thuê một căn nhà để dọn ra ở riêng. Nhưng... Nếu em không thấy ổn, chúng ta hãy kết hôn đi. Thẩm trạch nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm túc và chân thành. Sau này em cũng sẽ có gia đình thuộc về em. Thư đường đã nói với bố mẹ cô về việc đăng ký kết hôn với thẩm trạch. Họ đều bày tỏ sự ủng hộ. Mẹ cô nắm lấy tay cô, đôi mắt chứa đựng sự ân hận. Mẹ cũng không phải là một người mẹ đủ tốt, nên Ngụy Châu mới trở thành như vậy. "Đúng là chúng ta thực sự chưa có nhiều tình cảm, nhưng đây sẽ mãi là nhà của con. Hãy thường xuyên quay lại thăm chúng ta nhé. Tình cảm cũng cần phải nuôi dưỡng mà, phải không?" Thư Đường gật đầu với họ. So với cha mẹ nuôi ở nhà họ Ngụy, họ đối xử với cô đã rất tốt rồi mặc dù hai người bọn họ đã lấy được chứng nhận kết hôn nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm nên cô giao hết việc hôn sự cho các mẹ hai bên lo mẹ thầm cũng nắm tay mẹ cô để chấn an bà tôi nhìn đường đường từ nhỏ lớn lên từ lâu đã coi con bé như một nửa con gái của tôi gia đình chúng tôi sẽ đối xử rất tốt với con bé bà thông gia cứ yên tâm trong khi họ đang bận rộn trước sau chuẩn bị cho đám cưới nhà họ ngụy bên kia lấy cớ rằng nhà họ thẩm đã đính hôn với con gái nhà họ ngụy đẩy ngụy châu mỗi ngày đến công ty của thẩm trạch để bồi dưỡng tình cảm nhưng ngụy châu thậm chí còn không nhìn thấy mặt thẩm trạch họ không chịu từ bỏ ý định mẹ ngụy mang theo ngụy châu đến cổng biệt thự của thẩm trạch ngồi ở đó trong vài ngày ngồi cho đến khi thẩm trạch đưa cô về nhà tiểu trạch thư đường xuống xe trước liền bắt gặp họ khi mẹ ngụy nhìn thấy cô khuôn mặt bà lạnh lùng Ngụy Thư Đường, sao cô lại ở đây? Cô không còn là con gái của nhà họ Ngụy nữa. Cô không nhận ra thân phận của mình mà còn quấy rầy vị hôn phu của con gái tôi. Họ thực sự không mang theo não sao? Thẩm Trạch cũng xuống xe, tuy nhiên anh cũng không cho họ sắc mặt tốt. Trước mặt Đường Đường, tôi cần phải nói rõ ràng với bà, bà Ngụy. Tôi là chồng chưa cưới của Đường Đường, sau này cũng chỉ là chồng của Đường Đường, không phải là chồng chưa cưới của con gái bà, nếu bà ngụy vẫn không hiểu được vấn đề trọng yếu có lẽ ngày mai cổ phiếu của tập đoàn họ ngụy sẽ giảm một điểm đây đã là uy hiếp trực tiếp mẹ ngụy không dám dây dưa nhưng chưa từ bỏ ý định đem chủ ý lại đánh tới trên người của cô đường đường à vừa nãy mẹ quá vội vàng quá kích động công ty của bố con hiện giờ đang gặp khó khăn thẩm trạch đã thích con như vậy còn có thể bảo cậu ấy ra một dự án cho gia đình chúng ta được không dù sao chúng ta nuôi con hơn 10 năm, con không thể trở thành kẻ vô ơn được chứ. Thư đường rụt tay lại, trên mặt không một chút cảm xúc. Vậy thì bà hãy tìm một luật sư để giải quyết rõ ràng. Tôi đã sử dụng bao nhiêu tiền của gia đình bà? Tôi có thể trả một lần, coi như là đền đáp ơn nuôi dưỡng của gia đình bà đi. Nói xong, thư đường cùng thầm trạch vào nhà. Phòng tân hôn còn chưa trang trí xong, anh sẽ giải quyết những người không quan trọng này trước. Thẩm Trạch nhéo mặt cô và nói, "Em cứ yên tâm nuôi heo đi nhé, bà thẩm. Em muốn nuôi thêm cái khác cũng được." "Còn nuôi thêm cái gì nữa?" Thẩm Trạch giả bộ suy nghĩ một lúc, ôm eo cô và nói, "Ví dụ như nuôi một ông chồng." "Thư Đường véo anh một cái, anh đừng có mơ." Thẩm Trạch tức giận rồi, vì thế Thẩm Trạch đã chụp liên tiếp 9 bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn và đăng lên mạng xã hội để khoe. Người đầu tiên xem thấy là bạch mạt, thế là tranh thủ thẩm trạch đi làm, cô ta trực tiếp chạy đến nhà cô. của hôn nhân này tôi không đồng ý. Thư đường nhờ người phục vụ mang trà và đồ ăn nhẹ cho cô ta. ừ, vậy cô đi nói chuyện với thẩm trạch đi. bạch mạt nhếch môi không dám đi, chỉ là đến đây để giận dỗi một chút, rồi cướp đi vị trí phù dâu. được được, của cô được chưa? Thư đường ngay lập tức đồng ý. hầm mộ quá khi nào tôi mới có được ông xã như vậy địa vị của bạch mạt trong gia tộc cũng rất thấp người cha thích con của vợ kế coi cô ta như không một mình cô ta bước vào làng giải trí mặc dù hai người bọn họ không hợp nhau nhưng cô ta chỉ cứng miệng nhưng lòng mềm đã giúp cô mấy lần cô sẽ sớm gặp thôi để tôi nhờ thần tượng của cô giới thiệu cho cô bạch mạt nhăn mặt anh ấy không còn là của tôi nữa gần đây tôi có mục tiêu mới Bạch Mạt hơi xấu hổ nhưng vẫn đưa nó cho cô xem. Người mới nổi, trẻ tuổi và đầy triển vọng cũng mang họ Ngụy. Trang trại heo mà bố mẹ cô quản lý có lẽ là của anh ấy. Tôi gặp anh ấy một lần, rất thư sinh nha. Cô giúp tôi mời anh ấy thành phù rể nha. Thư đường có một biểu hiện kỳ lạ. Kỳ thực... Không có nhưng nhị gì cả. Cô không thể từ chối. Đã quyết định như vậy rồi nha. Bạch mặt nói xong thì liền bỏ chạy thư đường lại nuốt lại những lời muốn nói được thôi sau khi trang trại heo của cô đi vào hoạt động cô làm việc ở đó hàng ngày hội chị em thường đến chăm và chơi với cô hai người bọn họ tán gẫu và cùng nhau nuôi heo nhân tiện cho cô cơ hội mở rộng các loại chăn nuôi khác bạch mạt không thích nuôi heo nhưng mỗi khi cô ta tức giận cô ta lại tới đây băm thịt heo trong khi vừa băm heo vừa chửi rủa ngụy ra tìm được một đứa con ngoài ra thú về vừa về đã muốn liên hôn với Bạch gia nhà tôi, mẹ kế của tôi muốn đẩy tôi ra ngoài, tức chết tôi rồi. Bạch Mạt băm một phần còn chưa đủ, cô ấy còn muốn băm thêm một phần nữa. Nhắc đến họ Ngụy, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Lần trước chương trình giải trí muốn chỉnh sửa mặt tốt Ngụy Châu nhưng lại bị Bạch Mạt và thẩm trạch can thiệp, nó đã được phát sóng trực tiếp. Điều này khiến cho Ngụy Châu trở nên khét tiếng trong làng giải trí. Sau khi trở về nhà họ Ngụy, Mẹ Ngụy muốn Ngụy Châu liên hôn với một ông già ngoài 50, muốn kéo cha Ngụy lại với hai mẹ con họ. Ngụy Châu làm lớn chuyện không đồng ý và cuộc hôn nhân thất bại. Cha Ngụy liền tìm được một đứa con ngoài gia thú về. Cô gái trẻ nói không ngừng. Bây giờ Ngụy phu nhân tham gia các tiệc trà khác nhau, sau đó lại khen ngợi cô tốt như thế nào. Nói rằng Ngụy Châu được nuôi dưỡng bởi những người thuộc tầng lớp thấp hơn, nên cô ta mới thô tục như thế. Này, bà đừng có mềm lòng đấy, loại người này giống như cao da chó, không thể bỏ được. Họ nói chuyện rất rối nổi, đúng lúc em trai cô đến. Lần trước cậu ta đến nhà thẩm trạch để đưa cho cô cổ phần của gia đình, nói rằng đó là quà cưới. Lúc đó cô mới biết mình có một người em trai ruột lớn như vậy. Cậu ấy không có cảm tình tốt với Ngụy Châu, nên cũng không có thiện cảm với cô chị tìm về là cô. Cậu ấy đặc biệt yêu cầu bố mẹ không đề cập đến sự tồn tại của cậu và để quan sát cách ứng xử của cô thư đường ở nhà không lâu sau khi đăng ký kết hôn liền chuyển tới cùng với thẩm trạch quan hệ không mặn không nhạt chỉ vậy thôi kết quả là vô tình mang theo một vị khách không mời mà đến ngụy kỳ mày mở rộng công ty lớn như vậy còn hợp nhất trang trại nuôi heo của ba mẹ vào đó bên trong cũng nên có phần của tao ngụy châu liên tục quấy dày cậu ấy muốn đòi tiền tao đã làm con gái của ba mẹ nhiều năm dù không có công nhưng cũng có lao Sao mày có thể đưa cổ phần cho một người chỉ quay trở lại sau Chẳng có làm gì cả Ngụy Châu bỗng trở nên điên cuồng như một kẻ điên Hai người bọn họ nghe thấy tiếng ồn Ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra Không ngờ Ngụy Châu nhìn thấy cô Thậm chí còn đỏ mắt vì tức giận Trang trại nuôi heo này Cũng nên là của tôi Nhưng tôi không cần Cô phải trả tiền cho tôi Là cô nợ tôi Ngụy Châu chắc hẳn đã nghe đâu đó về cổ phần biết rằng gia đình bố mẹ cô thực ra rất giàu có có thể so sánh với nhà họ ngụy bên kia lại nghĩ đến những điều của chính mình gặp phải không cam lòng nên mới chạy đến đây để phát điên thư đường bảo người đuổi cô ta đi cô ta càng trở nên quyết liệt hơn tôi không đi tại sao cô ta có thể được lợi ích tôi lại không có gì tại sao khi còn nhỏ tôi bị người ta chê cười là con gái của người nuôi heo hôi hám lớn lên lại suýt bị gả cho một ông già mày ngụy đường tất cả những chuyện này phải là mày gánh chịu ngụy châu càng nói thì càng kích động ngay cả khi hai người đàn ông cao lớn đến thậm chí cũng gần như không giữ được cô ta đối với loại người này không bao giờ hài lòng dù thế nào đi nữa người có lỗi với cô vẫn là người khác ngụy kỳ tao là chị của mày đấy ngụy châu tiếp tục điên cuồng mày nói đi tao từ bé đã cùng mày lớn lên chị không phải là chị gái của tôi ngụy đường mới là chị của tôi ngụy kỳ lạnh lùng nói nếu chị không ghét nghèo yêu giàu thì nhanh chóng tách rõ quan hệ ra đi sau khi đi học đại học mỗi lần về nhà cả nhà sẽ nói cho chị biết về tình hình trong nhà như thế nào họ từ lâu đã trở thành những người giàu mới nổi của thành phố chỉ có ngụy châu luôn cảm thấy bọn họ là những kẻ hèn mọn nghèo khó không có tiền về sau thư đường nghe nói ngụy châu đã lấy tiền của nhà họ ngụy kia rồi bỏ trốn con trai ngoài gia thú của cha Ngụy cũng làm theo. Doanh nghiệp của nhà họ Ngụy gặp nguy hiểm và phá sản không lâu sau đó. Cha mẹ Ngụy đã đến đây mấy lần, thư đường vừa trả lại cho họ phí nuôi dưỡng và không bao giờ gặp lại họ nữa. Nói đến cũng thật buồn cười. Họ đã nuôi cô cho đến khi cô 12 tuổi và việc nuôi cô thực sự không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng họ cũng bất mãn như Ngụy Châu. Cuối cùng thẩm trạch ra mặt. Tin tức cuối cùng là họ đã rời thành phố Họ đi đâu, cô cũng không biết, cô không quan tâm nữa. Năm trước, Thư Đường đã tổ chức đám cưới với Thẩm Trạch, người khóc buồn nhất chính là Bạch Mạt. Từ giờ trở đi cô phải đối xử tốt với anh trai tôi. Không phải cậu đã nói là không hâm mộ anh ta nữa sao? Ai cần cô quản chứ? Thư Đường cạn lời, nhưng vẫn kệ cô ta. Thư Đường mặc váy cưới màu trắng, nắm tay bố cô đi đến trước mặt Thẩm Trạch. Thẩm Trạch dường như có chút khẩn trương. Bình thường anh ký cái hợp đồng hàng chục tỷ cũng không đến nỗi căng thẳng như bây giờ. Người dẫn lễ thành hôn yêu cầu chú rể phát biểu, anh cũng lấy ra tờ giấy viết, tự cười nhạo mình, nói rằng đầu óc bây giờ trống rỗng, vì thế anh đã viết ra trước những gì anh định nói. Lời của Thẩm Trạch: Khi tôi 12 tuổi, tôi vừa trải qua một vụ bắt cóc, sau đó trở thành một người quái gở và tách biệt. Một lần tình cờ, tôi thấy một cô bé bị mẹ nuôi đánh đập, còn ép cô bé nhìn thấy con heo cô ấy nuôi bị làm thịt. Tôi thấy cô bé cứ ôm bát thịt heo hầm mà khóc tới đau lòng. Sau đó, tôi nhanh nhẹn bước tới, chén sạch nồi heo hầm của cô bé ấy. Ha <laughs> ha, mọi người trong hội trường đều cười ầm lên. Chỉ có mình tư đường cảm thấy hỗn loạn đỏ bừng mặt, muốn bịt kín miệng của thẩm trạch lại. Thẩm trạch tiếp tục nói. Vì tôi đã ăn hết thịt heo hầm mà cô ấy yêu nhất, nên quyết định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời thầm trách và tư đường đan chặt các ngón tay vào nhau. Cho nên, cô bạn nhỏ Đường Đường, quãng đời còn lại mong được em chỉ bảo nhiều hơn. Nước mắt không ngừng lan dài trên mi cô, thư đường nắm chặt tay thầm trạch Anh thầm trạch cuộc đời còn lại mong được anh chỉ bảo nhiều hơn. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hài hước và thú vị đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.